Chào đón tất cả quý vị các bạn đến với chương trình khảo sát 100. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Tôi sẽ mở nốt đáp án còn lại. Vào số 5. Ô số 6. Như vậy là sau vòng thi thứ nhất, tổng số điểm như sau. Gì đâu? Chúng ta cùng đến với vòng thi thứ 2. Bạn nghĩ tập trung vô. Điểm số vòng này là nhân đôi. Với câu hỏi này, chúng ta có 7 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không? Có hay không ạ? Số 5. Ô số 6. Ô số 7. Như vậy sau vòng thi thứ 2, tổng số điểm như sau. Ngay sau đây chúng ta đến với vòng thi cuối cùng, đúng quyết định vào vòng thi đặc biệt. Vòng thi này điểm nhân 3. Với câu hỏi này, chúng ta có 8 đáp án. Đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi chúng tôi như sau. Có hay không ạ? À?
hay không? Có hay không? Sau vòng 3, tổng số điểm như sau. Chào lắm quý vị, các bạn đã quay trở lại với chương trình cả vòng thi đặc biệt. Cảm ơn đặc biệt và các năm câu hỏi. Thời gian chuyển tính sau câu hỏi đầu tiên. Vòng thi đặc biệt bắt đầu. Trả lời.
thứ ba. Và bạn đã trả lời. Dẹp cái đó đi. Giờ mày coi đó. Và coi chưa được. Và bạn đã trả lời. Và coi số 5. Và bạn đã trả lời. Mẹ.